Một con người không có phước nè, chắc chắn 100% là một con người này không có phước. Khi sanh vào một gia đình nghèo, thiếu học, học dở, hô ổ gì đâu mà nó vô duyên gì đâu, giống như là nó ôm tất cả cái xấu của thế gian đem về vậy. Quý vị coi cái số gì đâu nó kỳ cục đến ghê á. Má những đức á là bảo phá thai, không phải phá thai của nó lộn. Bạn giống như là kế hoạch quá gia đình ngày xưa á, là người ta không đẻ con nữa. Vậy mà không biết những đức là cái thứ gì mà nó còn chui vô. Này là cái dạng kỳ cục nè. Phá có nghĩa là không có còn đẻ nữa. Kế hoạch quá gia đình rồi, ngày xưa kế hoạch quá gia đình quý vị nhớ không? Vậy mà tự nhiên mang thai những đứa kìa. Ở đầu là người ta kêu cái gì? Không có đẻ được gì chị. Này không có đẻ được. Đẻ là chết cả đám. Chết hai người luôn. Mà nhờ cái người đàn bà ngày xưa người ta cũng đặc biệt vậy. Chứ chắc cái số mình cũng còn còn mạng ra đời. Thì mẹ như Đức bà nói, thôi bây giờ sao đứa con đẻ được, giờ còn có mình nó mà không đẻ thì thấy kỳ quá. Mà bây giờ mà đem giết nó thì không nỡ lòng, thôi kệ đi, sao thì sao, thôi để đại nó đi. Nhờ vậy mà giờ ngồi đây. Thì cái dạng mà ôn hoàng hục dịch lộn gì mà ra thì bị biết rồi đó. Nó quậy phá ác đạn. Thì bắt đầu là vô bụng rồi là làm mẹ đau đớn vô cùng. Chứ chứ thứ này không phải cái thứ tầm thường. Kinh thiệt. Nó khi đẻ ra rồi thì nhỏ xíu, thôi cũng gán nuôi. Mà sao đẻ mà khó, sao nó nắm cái miệng mới gịch, sao nhỏ quét. Không chịu chui ra mà cứ đưa cái miệng ra, nó nắm cái miệng mới gịch. Cuối cùng cái miệng nhỏ quét, hô hốc. Chậu là chậu, kinh khủng vậy đó. Rồi bắt đầu nuôi từ từ thì nó cũng lớn được. Mà nó quậy ác đã, ly nữa, còn nhỏ ly dữ lắm. Thấy không? Mà ba như Đức thì ông nói một câu cũng đặc biệt thế ghê. Ông nói, đi học con biết chữ được rồi. Mày sớm muộn cũng làm ruộng, học nhiều chi cho nó công. Mình thì không thích học mà nghe ông nói câu đó mình phái thế ghê. Nói ba mình ông nói cũng nhận đúng mình thế ghê chậu. Tôi không có thích vô trường học chút nào. Thôi kệ, nghe lời ông, học cố gắng biết chữ được rồi. Học tới lớp 3 nghỉ, ở lại 9 năm. Kinh khủng không? Chứ có cái tâm học đâu. Chỉ học biết chữ được rồi. Lớp 1 ở lại 3 năm. Cuối cùng làm lớp trưởng. Người ta thì làm lớp trưởng là do ta giỏi quá. Còn mình là làm lớp trưởng là do nó bự quá. Bởi vì những đức từng chia sẻ học pháp, những đức nói những đức là đúng là trung thành với cô giáo. Học lớp 1 mà nó bự chà bá vậy đó, bự dữ lắm. Nó thì học tới lớp 3 nghỉ mà ở lại 9 năm. Đúng là trình độ học vấn cũng hơi bị đặc biệt. Nói tóm tắt là mình lót nền móng sâu. Lót nền móng quá sâu phải không? Lót nền móng tiểu học mà sâu quá. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng ha, xấu, nghèo, ít học đó. Phần nhiều, đa phần là không có phước báo gì hết quý vị. Rồi 18 tuổi là tự nhiên nhận thức được cái việc gia đình khổ quá. Ở trong nhà này không hướng lên nổi. Mười công đất mà còn nghèo. Bây giờ sau này ở đây mà ba anh em trai mà chia ra thì chắc đói quá. Thôi mày kiếm con đường mày giọt phước cho rồi đi con. Nên 18 tuổi đi lên thành phố luôn. Rồi lên thành phố làm có tiền được một chút, bắt đầu là quậy. Hư 11 năm không có một cắt. Nghèo mà muốn làm giàu không à. Thấy người ta bạn đồ gì xịn xịn thì ra ngoài kia mua cái quần, cái áo nghĩa địa. Mua mấy cái quần hè, mấy quần nhái á, áo nhái. Rồi bạn giống hịch người ta, thấy tao mang mắt kiến đen cũng học theo. Ra mua cái mắt kiến có 30 ngàn mang vô không thấy đường đi. Nghèo mà xạo mà. Xạo mà. Không có tiền là xài. Giống như ở thành phố mà về quê á, mới về á là ngon lắm. Vì có tiền túi. Ba ngày sau
bạn quần đùi lên thành phố lại. Trời ơi, nó thê thảm. Tới năm 29 tuổi là sống thành phố 11 năm rồi. Nói trong lòng mình có khi cũng ngồi suy nghĩ, nói trời ơi, thấy cái đà mình là đúng là cái, mình là không còn cơ hội, không có cơ hội gì hết, thấy mình tiêu rồi. Vừa xấu mà vừa thiếu học, mà cứ làm mà không có dư giả kiểu này. Kiếm con vợ, kiếm con ra thôi, chắc cái mồi này chắc tiêu. Bây giờ sao đây trời? Cái tự nhiên người ta giới thiệu Phật Pháp. Bởi vì mình không phải là cái dạng buông xả, mà cái dạng bất đắc chí vậy. Mắt phương hướng à. Bây giờ gặp Phật Pháp, thôi kệ, có ba buổi cơm ăn cũng được đi. Nó cái dạng này nè. Cái dạng này là cái dạng mà gọi là kiếm ba buổi cơm trong chùa. Vì coi nghĩ đi, bây giờ ngoài đời lao cực quá, mà bây giờ ăn nhậu bê tha, bây giờ nghĩ thôi, bây giờ thôi 29 tuổi đi vô chùa đỡ đỡ một chút, đỡ hư, miễn ai cho ba buổi cơm ăn là được rồi, kêu làm gì làm nấy trong chùa được rồi, nghĩ vậy đó quý vị. Rồi bắt đầu vô chùa. Vô chùa cái tự nhiên cái con lặng nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Tự nhiên nhìn Hòa Thượng Tịnh Không nói, đó, ông này sao bảy mấy tuổi mà sáng sủa dữ chợ, nhìn hảo tướng quá trời. Ông nói niệm Phật đi. Trời ơi, niệm Phật mà được vậy hả? Nó niệm luôn. À, rồi bắt đầu là nghe rồi là niệm luôn. À vậy đó mà tự nhiên á, nhiệt tình rồi thấy mấy bà già cái tự nhiên suy nghĩ ra. Niệm Phật tự nhiên nó phát sinh trí tuệ lạ. Cái trên nó thấy thầy Văn Nhàn nuôi người già, bắt đầu tự nhiên mình nói trong bụng, cha mẹ mình chết hết trơn, bây giờ mình vô đây mình mới thấy đúng là người già khổ thiệt. Thôi mình kệ, gần gũi người già phước cho rồi đi. Những đức thì nó thiệt mà nói là được cái vốn nói chuyện với con người nha quý vị. Cái gì cũng không được, chỉ đúng cái được cái vốn nói chuyện với con người ta. Chơi với người già nào cũng được chứ ngộ vậy đó. Những đức nhỏ tuổi nhưng mà những đức chơi với người già không à. Với thêm là lúc còn nhỏ nhiều chuyện ác đạn lắm. Thấy ai mà nói chuyện gì của ai là cái mỏ nhọn cái làm nè. Nhiều chuyện ác đạn lắm. Bà đâu ở đây nhiều chuyện là biết liền kìa. Nghe ta nói chuyện tường bên kia mà đưa cái lỗ tai vô cái tường bên đây nghe. Nói cái gì không, ai mà có cái bệnh chung này thì suy nghĩ lại nha. Những đứa còn nhỏ chuyên gia người ta nghĩ mình là nhỏ xíu tuổi, không biết cái gì đâu. Nhưng mà thật sự mình là con nít quỷ. Người ta nói cái gì cũng biết hết. Mà cứ là gặp ai nói chuyện là ngồi kế bên ngóng cái mặt làm nè. Nên chuyện đầu trên sớm dưới biết sạch. Bà nào sao sao, ông nào sao sao biết hết. Thôi nó nhiều chuyện ác đà. Hiểu chưa? Nhiều chuyện thấy ghê lắm. Rồi tự nhiên người ta lớn người ta yêu nhau, người ta nói chuyện nhau, ngồi kế bên người ta nghĩ nít. Thôi kệ nó, nít kệ nó đi. Mình ngồi kế bên mình nói nít chứ biết hết chưa. Trời trời, nít mà thấy ghê thì. Còn nhỏ á, nên nghe nhiều chuyện thu thập nghe. Rồi gặp ai mà kể chuyện ngày xưa, chuyện tâm quốc đồ, kể chuyện này chuyện kia, ngồi nghe nghe, phải ngồi nghe lắm nghe. Không nhờ cái vốn đó nghe, đi tu á tự nhiên tất cả cái vốn đó nghe vậy, nó quay lại thành cái cuộc sống nhân sinh. Cái vốn đó nó quay là hết hoàn toàn là cuộc sống nhân sinh luôn. Rồi những đức biết cả đời lãng đạo, biết luôn cái cuộc sống con người là cái gì, biết luôn. Cái tự nhiên từ Phật Pháp nó làm cho mình những đức biết được những sự việc đó. Nên quý vị hỏi tại sao thầy cũng chưa phải già quá, chưa có vợ. Thêm cái nữa là thầy ở trong chùa không đi đâu, mà sao thầy giảng có nhiều cái ngay người ta không à, nghe rõ ràng hết. Là do cuộc sống nhân sinh thì đức nắm được quý vị. Nắm được là do cái gì? Đúng là nhiều chuyện cũng có cái hay của nhiều chuyện. Nhiều chuyện nó có cái hay của nhiều chuyện đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là những đức bước vào chùa là ban đầu là không có một cái gì gọi là tâm tu giải thoát hết trơn. Chỉ nghĩ là bất đắc chí và vô ngôi Tam Bảo ở trong đó để mà mình có ba buổi cơm và làm những việc cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa một chút thôi, chứ không có biết cái gì giải thoát hết. Rồi tu học từ từ mới biết được cái vô thường của bản thân, và nhìn các cụ già quá khổ đau, thấy nuôi người già có ý nghĩa, rồi hiểu được định luật nhân quả. Là mình mất cha mẹ sớm là do việc cái nghiệp bất hiếu của mình. Rồi lúc đó mới phát tâm nuôi các cụ già luôn. Từ đó mà cái đà nó cứ tiến lên từ từ. Mà vô ngôi Tam Bảo là gặp người già nào buồn định đi về là cứ khuyên. Gặp người già đi về là khuyên. Gặp ai buồn chán định đi về là khuyên. Gặp ai thối tâm là khuyên. Từ một người đó đó quý vị, mà bây giờ trở thành khuyên nhiều người nè. Thấy chưa? Bởi vì con người thành công mà không chịu bắt nguồn từ cái nhỏ làm sao thành công. Thấy người ta thành công tuốt trên cao, mà mình ở dưới đất mà không chịu làm, mà muốn nhảy lên cao giống người ta làm sao thành công.
quý vị công nhận không? Nên con người phải, quý vị phải nhớ, không có một cái quyển sách gì mà tự nhiên viết cái thành công đó mà quý vị thành công bao giờ. Nếu như một người thành công mà chưa từng nói rằng tôi là người thất bại, thì sự thành công này chúng ta học phải suy nghĩ lại. Nhớ, sự thành công đều phải có sự thất bại. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, khi bị vấp ngã, đó là gì? Vấp ngã là cơ hội để thành công vững chắc. Nhớ nghe. Chúng ta từng bắt hiếu với cha mẹ, chúng ta bất hòa với anh em, chúng ta suy nghĩ thủ đoạn với người, chúng ta làm nhiều điều tội lỗi, chúng ta mang nghiệp phá thai. Bây giờ chúng ta có cơ hội để quay đầu này. Có cơ hội quay đầu này. Pháp môn tịnh độ này cứu được những chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục mà nghe còn cứu, không chi là chuẩn bị đọa. Nên có cơ hội quay đầu. Nên những đức kể những cái việc của những đức, quý vị thấy quá bình thường không? Nó quá bình thường. Một con người đến với Phật Pháp từ tốn, chứ không phải là như một số người đến Phật Pháp còn giảng sanh. Hồi xưa những đức trong chùa ưa gặp những trường hợp vừa vô chùa: thầy ơi, mục tiêu con đi vô chùa là để cầu sanh cực lạc, chứ không phải là làm việc này việc kia đâu thầy. Nên thầy sắp xếp cho con hoàn toàn chỉ có tu, và có cái phòng dự cho con ở riêng để con nhập thác được không? Trong bụng mình nói: ở đâu đến đây chợ? Vừa mới đi vô chùa tu mà toàn là tính cái chuyện gì thấy ghê chợ. Con lần những đứa gặp một cái chú, những đứa còn đó quản chúng trên Đà Lạt chứ, người quản chúng mà nhảy xuống cái hầm bùng ngang cường cổ, móc bùn kịch kịch chứ. Ảnh mới vô tu, ảnh gặp những đức thấy gì, ảnh thấy những đức chút, những đức lên ảnh xin những đức ở, ảnh nói một câu gì nè: con không có làm được chuyện của như chú đâu, con vô đây là mục tiêu tu giải thoát, nên chú cho con ngày tu bốn thờ. Anh thấy làm con quả sợ quá, cho con tu bốn thờ. Những đức nói: ừ, tu bốn thờ đi. Cái tuần sau anh nói: thôi cho con tu ba thờ để con làm con quả một thờ. Cái tuần sau cái nói: thôi cho con tu hai thờ nhập chúng giống nhau. Cái tháng sau cái anh xin: thôi cho con tu một thờ buổi chiều thôi, còn buổi sáng con mệt quá. Còn thời gian nữa: thôi cho con về. Thấy không? Nên mình là người đi tu, nó phải bắt nguồn từ cái khó khăn. Và khi bước vào ngôi Tam Bảo, cứ để cho người ta sắp xếp cho mình. Mình đã vô học đạo mà chưa chân là mình muốn làm thầy làm cha mà. Sao học đạo chợ? Hiểu không? Dù mình ngoài đời mình là cái gì đi chăng nữa, mình đi đến nơi người ta, người ta hỏi mình muốn cái gì, nó dạ con đâu biết gì đâu muốn, con vô đây thầy sắp con sao con nghe gì. Ngoan, người này là người có trí tuệ, nghe chưa? Đó. Mình ví dụ như bây giờ mấy bà cụ già muốn ở đây đúng không, vô nói: thầy ơi, thầy sắp cho con sao con nghe gì thầy. À, là tự nhiên người ta sắp xếp cho mình. Còn vô mà chưa chân: thầy ơi, con ở nhà con quen rồi, thầy cho con cái phòng riêng được không thầy? Hoặc là cỡ nào cỡ trong phòng phải có nhà vệ sinh nghe thầy. Nó rồi xong rồi đó. Vừa nghe mấy câu vậy là biết rồi đó. Khó tu, hiểu chưa? Nên từ nào đó đi đến cái chỗ đông người hoàn toàn phải nhập cảnh nhập viên được. Nên những đức là con người từ cái khổ bước lên. Nên bây giờ cảm giác được cái khổ của con người dữ lắm quý vị. Nên khi chúng ta về đây nên mở tâm ra, rồi nghe tất cả những điều này quý vị thấy. Đúng là Phật Pháp nó rất gần gũi với nhân sinh. Rồi chúng ta biết được cái thân này vô thường quý vị à. Rồi chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, cố gắng tu tập. Vì sao? Vì nó là thân vô thường, hiểu không? Để mình quyết chí mình tu để đời này mình về thế giới cực lạc gặp nhau. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Tại sao con người càng ngày càng bệnh, mà khi bệnh là không có thuốc trị nổi luôn. Mà có những loại bệnh lạ kỳ, như ngày xưa nó không có bệnh nhiều, bệnh lạ kỳ. Nhưng mà bây giờ bệnh rất là lạ kỳ, mà nhất là bệnh ung thư. Biết vì sao ung thư không? Vì con người ta ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, cái tâm mà sát hại chúng sanh đó, tâm báo thù nó dữ lắm. Mà khi một con vật mà mình giết nó mà nó săn hẳn lên, thịt nó hoàn toàn chuyển biến thành độc. Mà mình ăn thịt nó là mình đang ăn độc. Giống như bây giờ quý vị đi ngang một cái tiệm mà người ta đang mà gọi là để một con bò hay gì mà người ta đang thui nó, đang quay quay á, cứ người ta lợi người ta chỉ miếng đó, là cắt miếng đó, chỉ miếng, cắt miếng, cắt tới chiều còn bộ xương. Thì quý vị biết rằng con bò này nó chết đi, nó cái hồn nó đứng và nó chừng mắt, nó nhìn những con người mà chỉ miếng thịt nó để cắt. Mà nó nhìn người nào còn cái phước báo thì bắt đầu là nó không có đụng tới đâu. Nó vẫn biết được người đó còn phước báo, nó không có đụng đến. Nhưng người nào nó vừa nhìn một cái nó thấy si phước,
Nó tên, nó thấy cái tên này Si Phước, nó nhìn nó gọi là mặt mày xám xịt là nó biết Si Phước. Bắt đầu vô chỉ miếng thịt, nó cắt một cái, bắt đầu vô kêu dài chai bia uống. Thằng này Si Phước là bắt đầu là nó có hồn đi theo liền. Nó đi theo thằng này đang chạy xe, đụng nhẹ cái này té, gãy tay gãy chân, hoặc là bỏ mạng giữa đường. Nghĩa là Si Phước là nó khiến liền. Còn khi nó nhìn còn phước nhiều quá, hoặc là cái người giết kia nhưng phước còn rất dày thì nó không đụng được. Nhưng mà khi người này tới phước giảm là nó kéo ào ào đến liền. Tại vì cảnh giới của nó bị giết đông lắm, đâu phải một mình nó đâu. Nó rủ là tất cả các anh em ơi, loài người ác quá giết ta. Bây giờ ta làm vất vơ vất vưởng khổ đau như vậy, nó không nghĩ ngợi đến ta. Các anh em tập trung đến cái thằng này, nhà nó giết bò, quay bò con, bị thui này kia. Nè anh em tập trung lại, nhà này Si Phước à, lỡ dập gia đình nó cho te tua. Bữa nay thằng này chết nè, bữa nay con nó hư nè, bữa nay vợ nó đi phá thai nữa nè. Nghiệp duyên gia đình nó đến lúc rồi, làm cho gia đình nó tan nhà mất mạng đi. Bắt đầu kéo ào 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 đến dứt một phát gia đình này tan nát. Nên quý vị coi, một cái gia đình mà sát sanh hại vật nó không có tồn tại lâu dài. Nó là cái nguyên lý khi Si Phước là ghê lắm. Nên người thế gian nói trời trời sao mà năm nay tại sao nhà mà xui rủi dữ cái chà. Đó đó gọi là gì? Đó là phước nó suy rồi nó ập đến, ào 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 đến, nghiệp duyên nó kéo đến xử lý nó. Nên cái việc mà quý vị biết rằng là trong cái cảnh giới này là cái cảnh giới mà oan gia thù nghiệp này, nó kéo ào 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 đến để mà gọi là báo thù rửa hận. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta vô tình giết, cố ý giết dữ lắm, nên nó tập trung để báo thù rửa hận. Nhưng mà bây giờ quý vị được ngồi trong một cái pháp hội đông người như vậy, quý vị coi người ta đông gì, mà toàn là người trong đây là phần nhiều là người biết niệm Phật không á nghe. Người toàn là biết niệm Phật không, mà quý vị biết cái nơi nào mà niệm Phật là nơi đó Phật quang phủ chiếu. Tuy hồi nãy quý vị niệm Phật á, chừng 40 phút đồng hồ, 20 phút địa chung, còn trước đó 20 phút quý vị niệm Phật. Quý vị biết thời gian niệm Phật nhiêu thôi, nhưng mà dưới cái hội chúng này cộng lực để mà niệm không đơn giản. Phật nói là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vậy mà mình hồi nãy mình cộng lực của toàn thể đại chúng bao nhiêu ngàn người này để mà quý vị niệm Phật không đơn giản chút nào. Nên cái lực niệm đó nó mạnh dữ lắm. Quý vị thấy niệm ầm ầm thấy không? Ai di đạo Phật, ai di đạo Phật, ai di đạo Phật, ai di đạo Phật thấy không? Niệm hừng hực. Còn mình ở nhà mình quý vị thấy không? Quý vị niệm nó làm như cái gì nó vướng lại mà nó chặn lại đúng không? Nhưng mà ở đây tại sao nó niệm trôi chảy là gì sao? Vì cái lực của hội chúng này quá mạnh, nó niệm ao 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 ao. Những đức ngồi bên kia, những đức cũng cộng lực tiếp nhận miếng năng lượng để qua chia sẻ Phật pháp. Chứ đâu có ngồi yên trời. Nên một cấp mà chưa gõ cản là những đức thức rồi. Thức trước thời gian đó lâu lắm ngồi niệm Phật à. Chứ gặp mà ngủ tới giờ này mà qua là qua cái mặt kỳ lắm. Cái mặt kỳ cục cũng chết luôn. Mặt kỳ kênh kênh, mặt cũng mắt bụp lên. Thấy không? Bước vô. Chào Phật tử. Kỳ cục dữ lắm. Nhưng mà quý vị bên kia niệm Phật nghe là tự nhiên qua nó hừng hực cái tâm, thấy nói chuyện không? Hừng hực lên. Nói gì mới nghe được. Rồi trước giờ này mấy bà còn say ngủ. Có nhiều cô mà đông quá nằm chưa quen, chưa ngủ được. Mà chuẩn bị ngủ cái nghe keng. Có khi mình vô chùa nó lạ lắm á. Có khi tự nhiên mình về đông người quá, cái hơi con người đông quá ngủ không được. Mà khi ngủ không được mà tới giờ mà mệt quá mà ngủ được thì tới giờ thức. Đó, đi gặp trường hợp này nè. Tới giờ chuẩn bị ngủ được thì thức. Thấy chưa? Nói đúng bon phải không? Nên từ nơi đó nghe, khi mình ngủ không được mà cái trạng thái mà vẫn tích tụ năng lượng mà cách nào phải không? Dùng cái cách Ai di đạo Phật. Mà nhẹ nhẹ, đừng có dùng cái cách mà xì cái này nghe. Xì mà ngay cái mặt bà nào Nín. Xì vô mặt tôi hoài mà tám mà chết mà bây giờ mà xì vô mặt tôi hoài à. Không, niệm ra cho quý vị nghe để quý vị biết là niệm Phật. Chứ còn mình riêng mình là cứ nhép cái môi, đừng có xì hơi vô mặt người ta. Thấy không? Hoặc là muốn niệm gì mà được thì đưa cái mặt lên trời thì không có sao, chứ đừng có quay qua làm gì mà đưa ngay cái mặt bà đó mà. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật.
Bà kêu này, ý cái miệng này, làm gì không được, thấy không? Đó, quý vị thấy ở cõi này không có dễ tu. Trong cái lúc đó nghe, nằm ở trong cái mảnh đất Dạ Lam mà ngủ không được mà niệm Phật như vậy, cái tích tụ cái nguồn năng lượng đó đó nghe, mà dù là chưa ngủ được miếng nào nhưng mà thức dậy có người nó hừng hực kia nè, hừng hực cái tâm gì sao nó tích tụ năng lượng. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình vô đây mình tu nên cái lúc nào mình cũng hoan hỷ, lúc nào mình cũng hoan hỷ, mình cũng vui. Để làm chi? Để mình cộng lực, cộng phước, cộng duyên của đại chúng này, để mình cầu an cho người thân, mình cầu siêu cho người thân và cầu an cho toàn thể thế giới, mình cầu siêu cho tất cả người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên thế giới chưa siêu. Quý vị nghĩ thì bây giờ mình còn sống, mình gặp người, mình đối thoại với người, mình ăn uống, mình gặp người trò chuyện vui nè. Nhưng bây giờ chư hương linh chết mà chưa siêu, chúng ta đâu có thấy họ. Có khi người thân mình chết chưa siêu, họ đang quay quằn bên cạnh mình, họ đang gần gũi bên cạnh mình, mà họ nói chuyện với mình mà mình không ngó ngàng đến với họ. Họ buồn tủi vô cùng, thế mới gọi là cô hồn. Cô là cô đơn, một linh hồn này cô đơn không ai ngó ngàng đến, họ buồn lắm. Rồi những bé mà bị phá thai, vất vơ vất vưởng, có khi còn bị ăn hiếp. Trong cảnh giới đó vẫn bị ăn hiếp, vất vơ vất vưởng bằng đêm, là một kẻ cô đơn lang thang, không có nơi nào được nương tựa, không có nơi nào cúng kiến để mà cho dùng, không nơi nào cho ở. Đi đến người ta mà người ta không cho ở là không được ở. Có khi bay ngang những cái nghĩa trang buồn tủi vô cùng, và thấy mẹ cha mình nuôi anh nuôi em mình thương yêu, còn mình thì bị bỏ rơi. Nó càng mang một cái tâm oán hận báo thù. Nên trong những đứa con đó, đứa con nào là đứa con đang si phước thì hương linh thai nhi này sẽ làm cho đứa con đó ngỗ nghịch, trở ngại, để làm cho gia đình này tan nát bằng cách báo thù. Là coi trong gia đình người nào là người si phước thì đứa bé này sẽ làm trở ngại từ đứa đó để mà xen cái nghiệp vào, để làm cho gia đình này tan nát, khổ, đau đó. Nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà mình đi về đây, cả một đại chúng này để mình tu, mình hồi hướng, mình cầu siêu cho người ta, tưởng nhớ tới người ta, thì quý vị biết rằng cái tâm biết ơn đó, cái tâm biết ơn đó dữ dằn lắm ấy. Nhớ đó, cái tâm biết ơn nó dữ dằn lắm đó. Nên dùng cái đại chúng này nè để mà cầu siêu. Rồi bây giờ mình nghe đạo, mình hiểu rồi, mình là người quyết định trong gia đình mạnh nhất, thì mỗi năm đám giỗ ông bà cha mẹ làm trai hoàn toàn, mà còn niệm Phật thay đổi lại hết hoàn toàn. Thay đổi là những cái nghĩ sai lầm ngày xưa, sát sanh hại vật, anh em tập trung nhỏ nhẹ. Bây giờ chưa ăn chay trường, lâu lâu tập trung lại ăn uống những ngày khác. Còn ngày đám giỗ ông bà cha mẹ hoàn toàn cúng chay, mà anh em còn tập trung rủ người biết niệm Phật, tập trung về để mà niệm Phật hồi hướng. Vậy thì lợi cho người sống, lợi cho người đã chết. Nhớ nghe, cái việc này cực kỳ quan trọng luôn nghe quý vị. Còn nếu như mà mình chưa hiểu mà mỗi năm đều đốt giấy tiền vàng bạc, rồi đốt hàng mã gửi xuống, quý vị đem cái tâm niệm này để gửi cho người thân mình, thì hoàn toàn người thân mình phải chịu cái cảnh đọa lạc không siêu. Quý vị nghĩ đi, bây giờ gửi vàng mã là gửi đi đâu? Âm phủ. Mà cảnh giới âm phủ là cảnh giới gì? Cảnh giới đọa lạc. Tại sao trong lục đạo luân hồi còn cõi người và cõi trời tốt, vì sao chúng ta không hướng họ về? Thế giới cực lạc tuyệt vời thì sao không về, mà lại hướng người thân mình đi vào âm phủ? Năm nào cũng xả giấy tiền vàng bạc xuống. Còn có những người đốt nhà lầu, nhà chín tầng, rồi đốt với nhọn gái đẹp chân dài xuống. Báo hiếu ngộ ghê. Nếu như đốt những cái thứ đó đó mà xuống đó mà xài được á, đốt mấy em đẹp đẹp rồi xuống đó mà xài được á, thì những đứa cũng đi xuống đó để hưởng, không đi về cực lạc chi cho nó mệt. Hiểu chưa? Làm cái chuyện này không được lợi ích mà còn có hại, hiểu chưa? Dùng cái tâm niệm để hướng người thân về cực lạc, nhiều cái tâm niệm như vậy thì người thân mình sẽ được siêu thoát. Nếu như dùng cái tâm niệm để hướng người thân mình vào âm phủ thì người thân mình đi vào âm phủ. Vì tâm niệm có thể thay đổi cảnh giới. Tại sao không dùng cái tâm thiện, cái cảnh giới cao để mà hướng người thân mình? Nên đi về đây là chúng ta đang hướng người thân mình đến cảnh giới cao, và chính bản thân mình hướng đến hướng thượng. Hướng đến hướng thượng, đúng không? Vì thế
mấy ngày nay sắp xếp đại chúng nghe quá trời luôn. Hồi sáng qua nói chuyện buổi là tự nhiên về bị tắt tiếng. Đúng một buổi mà tắt tiếng, trong khi từ đây tới bữa đó là mười mấy buổi, 12 buổi, mới có một buổi tắt tiếng. Vô phòng nói cần cổ vậy nè, ý ngộ ha. Mới vô chặn mà khang tiếng rồi ha. Thấy chưa? Cái đầu ngồi nghe. Cứ niệm Phật, niệm chút ngủ giấc thức gì cái tiếng ngon lành. Thấy không? Rõ ràng cái này là cái đặc biệt lắm không vậy? Nên quý vị nhớ làm việc cho chư Phật Bồ Tát thì phải tin. Tin cho tới nơi tới chốn, tin thật sự. Dù gặp trở ngại gì cũng tin, tin Phật Bồ Tát thử thách. Nhớ, học Phật đừng bao giờ toàn là chọn cái điều tốt, cái thuận tiện. Phật Bồ Tát gia hộ con thuận tiện, thuận tiện, thuận tiện. Làm gì có cái chuyện ngộ quý vị. Phải nhớ rằng chúng ta hướng đến Phật Bồ Tát để học là để có lòng tin kiên cố vì định luật nhân quả. Chứ không phải là Phật Bồ Tát điều chỉnh việc ác cho mình để làm tốt cho mình, trong khi mình đang trả nợ mà. Không lẽ Phật Bồ Tát để hỗ trợ cho những người vịt nợ? Hiểu không? Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thiếu nợ, bây giờ chúng ta phải trả. Trả nợ thế gian, chánh nợ tam đồ. Trả nợ thế gian, chánh nợ tam đồ. Vì để lên bằng căn trả nợ thế gian mấy chục năm, và nợ tam đồ vô lượng kiếp. Vì tính đi, như vậy thì quá ưu ái rồi. Nên chúng ta hướng đến Phật Bồ Tát là hướng một lòng tin. Tin cái gì? Tin về nhân, về quả. Nên tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng từng tạo nghiệp, nhưng ở đây vẫn có cái duyên tạo tịnh nghiệp nên mới ngồi ở đây. Còn là những con người ở đây đã từng có duyên tạo tịnh nghiệp nên mới ngồi ở đây. Và chúng ta cũng từng tạo nghiệp ác, ngồi trong đây toàn là có tạo nghiệp ác. Vì sao? Nếu như chúng ta không có tạo nghiệp ác mà toàn là tạo tịnh nghiệp thì chúng ta đang ngồi ở đâu? Cực lạc Tây Phương. Đúng chưa? Đó. Nên mình xem lại mình, cái tâm trạng mình, cái tâm cảnh mình, quý vị biết mình ở đâu liền à. Chúng ta biết từ đâu đến liền à. Chúng ta là chúng sanh lục đạo đến, chứ không phải là cực lạc đến đây đâu. Nếu như mà mình là chúng sanh ở cực lạc đến, không phải tầm thường như vậy đâu. Không lẽ mình không biết mình chẳng? Nên đừng bao giờ dội vàng cho ai là Bồ Tát. Bồ Tát hay không là mình biết, nhưng phàm phu có thể học theo hạnh Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát. Thân không phải là ta, thân là sở hữu của ta. Thân là chiếc áo, chứ đâu phải là ta. Ta là gì? Ta là linh tánh. Nên chúng ta dùng cái linh tánh sáng suốt này hiểu được cái thân vô thường, cháy lo. Hiểu được cái thân vô thường, đã hiểu được cái thân vô thường thì biết dùng cái thân này đi đến cảnh giới giải thoát. Lấy cái thân giả để đổi cái thân 32 tướng tốt. Vì sao không đổi? Vì sao không đổi? Dung dưỡng cái thân giả tạm, một ngày nào nó là kẻ vô tình xa ta. Quý vị coi, bao nhiêu chục năm dung dưỡng nó, ai chỉ cần đụng nó, nói nó là mình ra mặt liền. Ra mặt cho nó. Vì nó mình tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Như vậy mà một ngày nào đột nhiên nó bỏ mình không một chút gì thương xót. Bây giờ đi đến đây chỉ có 2 ngàn, lại là 4 ngày. Thời gian gần hết cuộc đời tu được bao nhiêu. Vậy mà có cơ hội 4 ngày này, ông thầy Đức ông phát tâm, ông hướng dẫn, ông nói khô cuốn họng. Vậy mà có 4 ngày về đây mà cũng nằm nghiêng nằm ngã làm biết. Thấy không? Vừa tội. Thấy chưa quý vị? Ngồi suy nghĩ đi. Khi suy nghĩ ra rồi thì lúc đó mới thấy phải dùng cái thân này. Tôi con hiểu rồi thầy. Dùng cái thân này mà được. Đừng có nói mà mày trốn nha. Mày đau hả? Lên lễ cho ta. Hoặc là có nhiều người lễ 2 ngày bắt đầu nó ngay xương sống mình tự nhiên sẽ đi ẻo đổi tướng, thấy không? Rồi ngay bắp đùi gì đó mà nó cứ ngắt để chạp bữa nay sao mà ngắt cái đùi. Rồi hoặc là thằng chân dưới gì đó đi bãi bãi kỳ cục ghê, kiểu này chồng về nó quýnh chết chết đúng không?
đi mấy ngày xong về bãi bãi đi kỳ cục, đúng không? Này, cái lúc đó mình tự nhiên an ủi mình liền, mình nói yên tâm, hai ngày này là hai ngày thử thách, còn hai ngày nữa mà. Hiểu không? Còn hai ngày nữa mà. Đó, vậy đó nghe. Mà lễ xong thêm hai ngày nữa là bốn ngày nghe. Quý vị lễ tới ngày thứ ba thôi, thì trong lòng quý vị nói ước gì? Thầy Đức lễ luôn sáu ngày. Ôi ôi quý vị coi, người ta sướng, người ta giảng te tua, còn quý vị ở dưới chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhiều bà thì còn la ngon ngon Quan Thế Âm Bồ Tát, còn nhiều bà thì Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm Bồ Tát mà còn ai không ai ông nữa tới chứ. Thấy không? Nhẹ nhàng câu vậy lễ xuống thôi, còn người ta thì trời ơi, hả miệng chổng mông mà la muốn chết luôn. Vậy đó mà bây giờ mà còn chưa cố gắng nữa thôi, thấy không? Rồi thêm mà mỗi ngày mà nói chuyện kiểu này, vì nó đâu có đơn giản. Cầm cái micro nó cũng hơi biết nhiều nói chưa. Nó, từ nơi đó phải phát tâm mạnh mẽ, quyết làm cho được. Quý vị nhớ Bác Hồ ngày nói câu hay nghe. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Tâm nó hừng hực nha. Chiều qua bển bắt đầu là động viên bên kia, mình đây được tiếp lửa thêm chút nữa. Rồi là 500 danh hiệu vèo xong. Thấy chưa? Cái người mới đi lần đầu tiên mà nghe cái chuyện mà cầu siêu cho người thân thôi, nhớ ông bà cha mẹ mình khổ đau mà bây giờ phải cầu siêu cho họ, thì tức khắc thì tu được liền. Còn cái người hiểu thì tự nhiên biết liền, phát tâm liền. Còn người chưa hiểu nghe cái chuyện ông bà tổ tiên mình đang khổ đau và cầu an với người thân con cháu là tự nhiên làm tới cùng liền. Họ phát tâm dũng mãnh, họ làm liền mà được nghe. Thì nhớ đó, cái công đức như gió vậy, không thấy mà có. Cái công đức á, phước duyên hồi hướng nó siêu vượt thời gian, nó không có gì mà ngăn chặn lại được chứ. Dù người thân mình ở ngoài Bắc, miền ngoài, rồi nước ngoài, quý vị tu ở đây hồi hướng cho họ, họ hưởng được 100% hưởng được. Nên từ nơi đó mà cái đại chúng này đặc biệt lắm. Vì nghe thấy cái tâm hừng hực không? Tâm tự nhiên người độ nó sảng khoái, nó có một cái gì động lực á. Nó tự nhiên đặc biệt lắm. Mà xong quý vị biết nghe pháp xong nghe ra phóng sanh cũng lý thực, tự nhiên quý vị đi xuống nghe nó thoải mái. Tại vì sao? Vì cái tâm trạng quý vị 4 ngày ở đây, quý vị đừng có nghĩ cái gì ở nhà, đừng có nghĩ gì ở đâu, toàn tâm toàn ý là tam bảo. Thì quý vị biết 4 ngày này mà tu ở đây á, mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là quý vị hơn 200 năm. Nhớ nghe, hơn 200 năm tu ở thế giới Cực Lạc. Ở đây 4 ngày mà tu trong cái hoàn cảnh đông đúc này, nằm chặt chội. Bây giờ đoàn nhiều đoàn đến không có chỗ nằm, đi nằm lan can kìa. Đi nằm lan can kìa. Và bây giờ mà chánh điện trên đầy kính, nằm ngủ không có chỗ, không có chiếu luôn. Mà đông kiểu này mà làm sao mà mua hết kiểu này, để cho tất cả mấy cái phòng cho ta ngủ, cho để chiếu mền không mua. Vì nghĩ đi, mà nguyên một dãy đây để đồ đó nghe, dãy để đồ còn dãy ở sao để. Vậy đó mà cái lượng người chùa mình không chịu nổi luôn. Mà bữa nay là chưa đó nghe, Vũng Tàu đồ đó, Đồng Nai đồ này kia là chưa đó, thành phố đồ chưa, nhiều nhiều phái đoàn như ở quê Nhận Đức đồ, nhiều đoàn ở miền Tây là chưa lên luôn á. Bắt đầu chiều nay nè, bắt đầu xuất hiện nè, chiều tối nay xuất hiện nè. Thì quý vị biết rằng là nằm ở đâu. Còn mình bây giờ là được có một chỗ nằm là ngon rồi đó. Được một chỗ nằm là ngon rồi đó. Hồi chiều trưa Nhân Đức nói với mấy anh em, Nhân Đức nói mấy cái người nào mà nằm trên lầu đồ này kia đó, nó, mấy anh em coi, nếu mà dụ như ở dưới mà người ta không có mền gói gì chứ, mà mình có được chiếc chiếu, có mền có gói, thôi bây giờ mình chia cho nhau cái chiếc chiếu luôn. Mình có cái mền cái gói được rồi, ở trên lầu á. Kệ quý vị ơi, mình tu hành mà có cái tâm đó nó đặc biệt lắm. Bây giờ chiều nay mà chảy mũ cho người ta nằm mà cũng không có mền gì luôn, mà ta chịu 4 ngày thì không đơn giản chút nào, hiểu chưa? Bây giờ hoàn toàn người ta ở luôn rồi đó. Bây giờ một số người mà ta Vũng Tàu gần người ta tối người ta có thể chạy về, chiều chạy lên. Nhưng mà đa phần là các tỉnh xa người ta đều ở lên hết. Nguyên cái vàng này thì chúng ta ở lên hết rồi nè. Nó nên
Rồi không đơn giản nghe. Bởi vì trong 4 ngày này mà vẫn tu được mà vẫn an lạc thì đúng là hơn 200 năm tu cực lạc. Rồi tu mà đúng là vượt thời gian ghê thiệt chứ. 4 ngày tu ở đây rồi, rồi gia đình mà mình tu chắc 2 năm cũng không bằng. Đi tính từng người đi, từng người đi. Rồi bao nhiêu ngàn người này rồi bị tính ra đi, rồi bị sẽ hiểu liền gì đâu. Bây giờ mình ở nhà chỉ có một ngọn đèn, còn vô đây thì bao nhiêu ngọn đèn thắp lên nè. Hay chưa? Tính như vậy thì thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Nên chịu khó chịu khổ, trong cái khó cái khổ mà nghĩ cực lạc thì vui. Cháy lo. Nên nó hừng hực cái tâm vậy đó nghe. Ôi cái tâm này mà nó không hừng hực thì đố mà lễ 2000 lại. Rồi quý vị phía sau cũng lết bánh luôn. Gặp như những đức phía trước mà sướng mấy kiểu mà Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tịch Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ở phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát. Không, cái lễ như vậy là nó lễ không nổi đó nghe. Cái lễ mà cái kiểu như Quan Thế Âm Bồ Tát là nó lễ không nổi đó. Ít gì thì nó cũng phải gì nè, Quan Thế Âm Bồ Tát. Không, thí dụ như bây giờ vì ngày xưa bị mới yêu nhau đi, đi gặp người yêu mình đi, bị chạy từ xa, bị chạy lại đúng không? Hoặc là bây giờ mấy chú này đi đúng không? Chứ có ai mà kêu anh à. Nó không có cảm tình, hiểu chưa? Nên mình dùng cái tình cảm mà ngày xưa mới yêu đó, bây giờ mình yêu Quan Âm chưa? Chắc chắn là nhiều người ở đây đã từng có mối tình đầu mà đúng không? Dù chưa từng có mối tình đầu mà có chồng là tự nhiên từ từ nó gầy dựng cái tình cảm nó cũng như ban đầu dữ lắm mấy vị, hiểu chưa? Còn nếu như cái người mà mới yêu mối tình đầu nó tha thiết kinh khủng lắm, nó giống như nó gặp nhau cũng như là keo sơn. Nó không chịu buông ra, hiểu chưa? Vậy thì bây giờ quý vị đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này giống hệt là mối tình đầu vậy đó. Vì niệm y gan là niệm Bồ Tát, giống như niệm anh niệm em đó đây vậy đó. Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tâm đó nó cạo bứng nó chứ không có giỡn đâu nghe. Còn nhiều người mà thí dụ như mình mà đến lúc mà nó mệt mỏi quá, Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe không? Nó làm cho mình hưng khởi cái tâm lên. Còn thí dụ như cái người mà người ta chưa cảm giác gì bổn nguyện này hết đó nghe, thì bắt đầu là người ta cũng lễ mà gì nè, Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ta niệm giống như người ta không có một tình cảm gì. Thí dụ như bây giờ mình không thương người đó mà kêu mình gần người đó đi, mình không có cảm giác gì đâu. Mình gần người đó mình đâu có cảm giác gì đâu. Mình nói chuyện mà mình nhìn mặt thì ghét. Mình đâu có tình cảm gì mà bắt mình phải gần gũi, hiểu chưa? Đó, bây giờ mình gần Bồ Tát Quán Thế Âm là mình gần cái người yêu ban đầu mình á. Ai đã từng yêu ban đầu đưa tay coi. Không, bà đầu giáo đưa tay chứ. Hiểu chưa? Đó, đem cái câu mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là như niệm người yêu ban đầu. Nhớ câu này hay lắm nè. Câu này dễ hiểu nhất luôn. Thấy không? Đó, đem toàn tâm toàn ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi câu đều là như vậy. Mà 2000 lại mà lễ xong, quý vị biết đó nha, trở về nhà quý vị hưởng pháp bị 10 ngày còn cảm giác. Đây với hôm những đức lễ 1500 danh hiệu xong á, là một tuần lễ vẫn còn âm hưởng lại Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Nó lăn hoài mà nó an lạc không tưởng tượng được luôn. Nên cái cảm giác này nếu ai đã từng lễ rồi thì nhất định chuyến này sẽ đi lễ 2000 lại liền. Tại vì sao? Vì cái cảm giác này không đơn giản. Vì bổ nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là từ là ban vui bi là cứu khổ, mà hạnh nguyện của ngài là cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Mà cái tâm đối bị niệm 2000 lại nó âm hưởng vào tâm bị luôn. Thì tự khắc trong tâm bị nó phát ra cái sự từ bi và tha thứ này. Mà khi tha thứ hoàn toàn rồi hết là tự nhiên nghiệp chướng bị tiêu trừ liền vậy đó. Quý vị phải nhớ rằng nghiệp chướng á, nó không có hình tướng. Nên khi quý vị vừa hoàn toàn buông xuống thì nghiệp chướng không còn miếng nào chứ. Nhưng do mình còn mang cái thân tứ đại ở cõi ta bà, nên nghiệp nó vừa tiêu nhưng mình tạo lại. Hiểu chưa? Nghiệp vừa tiêu nhưng mà mình tạo lại. Nên tại sao chúng ta cần phải niệm Phật? Vì sao chúng ta cần phải niệm Phật? Vì dùng câu Phật hiệu
để đạt nghiệp tiêu rồi tiếp tục thêm mồi thêm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở cái cõi này nó rất dễ quay nghiệp lại. Vì sao? Vì cái nhân mà nghiệp quay lại rất dễ. Cái nhân mà nghiệp nó quay lại, quý vị coi bây giờ mình vừa ngồi đây nghe pháp an lạc gì, một chút xuống lấy cơm là có cái nhân tạo nghiệp liền, rồi một chút vô nhà vệ sinh là có cái nhân tạo nghiệp thứ hai, về phòng ngủ là có cái nhân tạo nghiệp thứ ba. Rồi có những người cầm cái áo chàng xách đi nghiêu ngao trước mặt mình cũng làm cho mình tức nữa. Nhân tạo nghiệp của con người là mình tạo nghiệp, đúng không? Đó, nhắc những điều này đừng có để lỗ vốn tầm bậy nghe chợ. Đừng có để lỗ vốn tầm bậy. Khi mà nhào nhào vô lấy cơm, mình thấy đông nhào nhào vô lấy cơm, mình ơi, lấy đi, ngồi ghế chơi một chút. Cứ ngồi ghế, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là lấy cơm màu ào đi vòng vòng ra ngoài tượng Phật ngoài kia, đi vòng vòng hóng gió cho nó chơi cho thoải mái. À, niệm Phật vòng vậy đó mà quay vô tự nhiên đồ ăn ngon đem ra. Còn mấy bà kia dành đồ ăn ban đầu, đồ ăn nó không đặc biệt gì chứ, mà khi niệm Phật nó có phước thì tự nhiên mấy bà lấy đồ ăn cũ hết trơn, cuối cùng tới mình đem đồ ăn mới cho mình. Ngộ ghê. Người mà nó có phước nó lạ lắm. Nên đừng có sợ hết đồ ăn mà nhào nhào vô. Nhào vô nó tạo nghiệp đó trời. Quý vị coi ở cái cảnh giới của ngạo quỷ, khi mà người ta liệng miếng đồ ăn xuống, nó nhào vô, nó chụp, thấy chưa? Nếu như chúng ta là người niệm Phật sanh cực lạc mà gặp đồ ăn mà nhào nhào vô, có chừng cảnh giới đó chúng ta nên suy nghĩ lại. Vừa ngồi đây là cảnh giới của Phật đạo, vừa bước ra là cảnh giới ngạo quỷ xuất hiện liền. Vì còn mang thân tứ đại nên nghiệp duyên nó trở lại cấp kỳ. Dễ lắm. Ồ, nghe cái này mới là cái đặc biệt khi đi vô trong hội chúng đông này. Nếu như không nghe pháp mà nói ồ sao ông thầy, sao ông tu đại đi nghe pháp làm chi? À, tu nhưng mà nó đổ sạch, tu nhưng mà đổ hết trơn, còn nghe gì rồi giữ được. Ý đây là chỉ cái gì? Chỉ cách để mà giữ đem gì đó, mà giữ đem về đâu? Đem về hướng về cực lạc. Nhớ chư tổ sư nói nghe, người niệm Phật cầu sanh cực lạc, đối với cái chuyện thế gian cầu an cầu siêu, đối diện thế gian cầu tốt đẹp, cầu giàu sang, không cầu gì hết, chỉ có cầu sanh cực lạc. Chỉ cần có cái tâm cầu sanh cực lạc thì tất cả chuyện thế gian này sẽ được thành đạt vô cùng đầy đủ luôn. Kiểm nghiệm 100% luôn. Tổ chức bao nhiêu chương trình không bao giờ thiếu thốn gì. Làm sao thiếu thốn được? Bao nhiêu con người về đây, ai mà không muốn tu phước tu duyên? Từ khi mình không có tiền, thật sự luôn á, đã hiểu được nguyên lý là sanh không ăn, đến chết không ăn đi. Có cơ hội đi đến trồng vào một mảnh đất phù sa mà không trồng, dùng một cái hạt giống trồng vào mảnh đất tươi tốt thì tức khắc ra qua kết quả nhanh. Còn ví dụ như bây giờ có những người, người ta xây một ngôi chùa thiệt to, mà cái ngôi chùa này chỉ có 1-2 người mà ở trong ngôi chùa này, thì quý vị coi cái mảnh đất này là mảnh đất gì? Khô cằn. Còn bây giờ mình có cơ hội tu được phước duyên, hiểu được những nguyên lý này thì tự nhiên con người ta mở tâm lượng liền. Những đức nói rằng có phước báo, trồng phước báo vào tất cả chúng sanh thì phước báo dày vô cùng. Quý vị biết là được cái thân người là khó lắm, có dễ được đâu. Nó phải giữ được 5 cái giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì nó mới có thân người. Mà bây giờ quý vị coi ông bà mình ít có người nào mà giữ được 5 cái giới này lắm. Nên phần nhiều là họ đỏ lạc hết chứ. Và vì con cháu, vì người thân, họ tạo nhiều nghiệp dữ lắm. Vì chúng ta họ tạo nhiều nghiệp. Bây giờ tính gần nhất là ông bà cha mẹ mình, phần nhiều vì chúng ta mà tạo nghiệp nhiều lắm. Rồi lúc trước mình mà chưa tu, mình chưa hiểu, có khi có những người tu bây giờ mà chúng ta còn chưa giải quyết được. Cái việc mà mỗi năm đám giỗ mà cúng chay đây, có nhiều người chúng ta biết đó mà mình không giải quyết được. Tại vì sao? Còn anh chị em, họ không có chấp nhận. Vì phần đông họ không chịu, mình chịu thua, đúng không? Nên mỗi năm cứ xả xuống hoài. Thì giờ ông bà tổ tiên mình cứ nằm chịu cái đó hoài khổ. Mà bây giờ có một pháp hội mà tu như vậy, họ chờ mình nè. Có khi mà họ bị đọa lạc ở dưới, quỷ sứ lại báo tin nói là cháu của bà, cháu của ông, chuyến này nó đi lợ ngay cái chùa hộ pháp thầy Như Đức hướng dẫn.
Lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mà tôi thấy cháu của ông bà tu nghiêm túc nghe. Đến đây từ công quả công phu tu hành nghiêm túc đàng hoàng đó. Rồi vô trong cái chỗ ngủ đông người, nó thấy người ta gần ngủ rồi nó không nói gì, im re để cho người ta ngủ. Từ từ đó mà giữ cái phước báo được, nó hồi hướng cho ông bà đó. Có nghĩa khi có khi mà qua cái chặng lễ này có thể ông bà được siêu thoát. Tại vì một mình nó thì không đủ năng lực, nhưng bây giờ toàn thể một cái đại chúng đông vô cùng để mà hồi hướng thì quá thù thắng. Ôi ôi, ông bà tổ tiên mình mừng thiệt là mừng. Mừng vì có cơ hội rồi. Nên trong kinh giáo Phật nói là một người thành tựu củ quyền thắng. Gia đình có người tu mà gặp cái pháp tu giải thoát, mà nương vào cái đại chúng gì tu để cầu siêu thù thắng lắm. Rồi có nhiều người chúng ta ngồi đây mang nghiệp phá thai. Bây giờ quý vị coi các hương linh thai nhi vất vơ vất vượng khổ đau, mang tâm báo thù này, lúc nào cũng đi theo mẹ để chờ cơ hội báo thù này nè. Mà bây giờ đi vô đây mà nghe gì rồi, bắt đầu là các cháu có khi quá giải cái tâm báo thù, quá giải. Nên cái việc mà chia sẻ Phật Pháp là cái gì cực kỳ quan trọng. Quý vị biết rằng cơ thể chúng ta bệnh đau khó chịu nặng nề, có khi mình niệm Phật vậy mà nó không vượt qua được, mà nghe Pháp xong nó cởi mở đó. Nhớ là nó cởi mở cái tâm đó nghe. Nó giống như bây giờ nước nó muốn đi qua một cái ống thì cần phải thông ống rồi nước nó mới qua. Nếu như cái ống nó nghẹt rồi nước nó mới qua, qua đâu có được. Thấy không? Nên cái việc mà để nghe Pháp, để mà cởi mở tâm tư, cái việc này quan trọng. Mà người sống cần nghe để cởi mở tâm tư, mà người chết mà quan gia báo thù càng nghe để hóa giải tâm. Mà khi quan gia mà theo báo thù mà hóa giải tâm đó thì quý vị tiện tu vô cùng. Quý vị không bị nhức chân nhức cẳng nhức mình, không có bị chán nản, không có bị mệt mỏi, mà tu xong quý vị cảm thấy hừng hực cái tâm. Lúc quý vị tu xong lễ Phật xong, niệm Phật nghe Pháp xong, mà cái tâm mà nó hừng hực lên là biết rồi. Biết rồi, biết quan gia đang buông ra rồi. Người ta nghe ta hiểu, ta hiểu cái chuyện bây giờ phải buông người này ra để cho người này tu được mà hồi hướng cho mình. Còn mình bám người này, mình bẻ tay bẻ chân họ, mình nhéo họ, mình cắn họ, mình làm cho đầu họ nhức, làm họ sổ mũi, làm họ nóng lạnh, họ không tu được, họ không được, mình không được, ai cũng không được. Nên cái quá giải tâm là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Nên nhà Phật có câu nói rằng quan gia nên giải không nên kết. Chỉ cần cái nghiệp duyên mà nó cứ cấu kết hoài thì đỏ đời đời kiếp kiếp không ra. Nên chúng ta phát một cái tâm là gì đây, nhất định mỗi một thời tu nghiêm túc, tuy là nghe chia sẻ Phật Pháp gì đó, nhưng mà bao nhiêu con người sống này thì quý vị biết bao nhiêu người chết vô siêu đi theo chứ. Ở trong đây bao nhiêu bà phá thai không đơn giản đâu, bây giờ đẻ hoài sao nuôi nổi. Trong cái thời cuộc ngày xưa người ta 8-9 đứa con người ta nuôi được, còn thời cuộc bây giờ có 2 đứa mà nuôi muốn le lử, 2 vợ chồng mà làm nuôi 2 đứa con mà muốn chết luôn. Chứ đừng có nói gì mà đẻ 4-5 đứa, 7 đứa. Thấy không? Ngày xưa con mình thả đại thả càng vậy mà nó khỏe re. Còn con mình bây giờ mình lo quá trời mà buông ra cái là nó bệnh cảm xúc. Nói mà cái chuyện mà ăn uống rồi sữa rồi bây giờ nó toàn là có quá chất. Nên cái cơ thể của người mình bây giờ nó đã không được như ngày xưa. Nên từ nơi đó mà cái việc mà bây giờ sanh 1-2 đứa con thôi, mà vợ chồng mà sống với nhau mà bây giờ có mang, lỡ có mang thì không có sanh được thì phải bỏ. Rồi người phụ nữ bây giờ phải ngừa thai suốt luôn, nên cơ thể phụ nữ bị bệnh. Quý vị biết cái chuyện mà thuốc ngừa thai là bệnh chứ đâu phải đơn giản. Kiệt quệ, người phụ nữ này xấu xí, nám mặt nám mày thí dụ, làm cho máu của mình không còn tốt nữa. Thuốc đó đâu có đơn giản đâu, nó vô nó phá hủy bên trong gì dữ lắm chứ không có dễ. Hiểu chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
À, chúng ta vừa niệm Phật nghe chia sẻ Phật Pháp xong, mà giờ này chúng ta ra cúng đĩa thực và phóng sanh. Quý vị đi về chùa mình mỗi ngày phóng sanh và cúng đĩa thực suốt mấy lần, nên cái tâm của mình nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng khi tất cả những chúng sanh mà chưa siêu thoát đi theo chúng ta, họ cũng được hưởng tài thọ thực, và họ được đem cái công đức tu hồi hướng cho họ, nên họ cũng cùng tu với mình. Nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm đều khỏe mạnh, để mà chúng ta những ngày đến đây dự lễ ai cũng vui vẻ hoan hỷ, và nhờ toàn thể đại chúng ai cũng vui vẻ hoan hỷ niệm Phật, nghe Pháp và lễ Bồ Tát Quán Thế Âm được viên mãn. Chúng ta đem cái công đức này để cầu an cho trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, và cầu an cho tất cả chúng sanh khắp nơi trên toàn thế giới, và hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa được siêu thoát, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào thử nạn, và tất cả những người chết oan chết ức, chết mà chưa được siêu thoát, làm cô hồn vất vơ vất vưởng, đều được thừa hưởng những công đức này. Mà quý vị hưởng được công đức rồi thì linh thức được sáng suốt, biết nương một bổ nguyện niệm Phật. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện rằng tất cả chúng sanh chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài mà buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương vào bổ nguyện niệm Phật, thì nhất định Ngài sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất là tất cả chư hương linh khi không còn cái thân tứ đại này thì chúng ta rất dễ giảng sanh, chỉ cần buông cái tình chấp về cái tâm báo thù, tình chấp về ăn uống, tình chấp về người thân, thì nhất định quý vị rất dễ giảng sanh. Chỉ cần nương vào bổ nguyện chân thật niệm Phật, Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện rằng niệm danh hiệu ta tiếp dẫn, nên quan gia nên giải không nên kết nữa. Và tất cả những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai rất là nhiều khắp nơi trên toàn thế giới, khi chúng ta nghe được bổ nguyện niệm Phật nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ cha mẹ người thân, để mà nương vào bổ nguyện, nhất là những đạo tràng tu như vậy quanh năm suốt tháng niệm Phật, chúng ta đi đến đây mát mẻ hưởng được cái từ trường an lạc. Và nơi nào niệm Phật là nơi đó Phật quang phổ chiếu, nên tất cả chư hương linh đi đến đây chúng ta cũng hưởng được Phật quang phổ chiếu, mình được tắm mình trong Phật quang nên tâm trạng được mát mẻ vui vẻ an lạc. Từ nơi đó mà nên nương vào bổ nguyện niệm Phật để sanh về Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai công thành Phật đạo, nhớ đăng ngũ tình chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhẫn tiết hồ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai công thành Phật đạo, nhớ đăng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhẫn tiết cô hồn công, công đức vô cập nhật thiết, ngà đặng giữ cô hồn dây cộng thành Phật đạo, án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát.
Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, quý vị đi đến đây thờ tu nào chúng ta cũng được làm lễ phóng sanh. Như tối đêm nay lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong bên Đại Tùng Lâm chúng ta cũng phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là quan hỷ. Có khi mà những đức mà chia sẻ Phật pháp hoặc là bên trong lễ Phật xong nó hơi mỏi mệt một chút, nhưng mà ra ngoài khi phóng sanh á, phóng sanh cái là tự nhiên tâm trạng thoải mái lắm. Khi mà những con chim nó bay đi thì mình nhìn theo mà mình thấy nó bay đi, mình mừng giùm nó đó. Cái tâm trạng lúc đó nó quan hỷ dữ lắm, quan hỷ lắm. Nên những đức mà mỗi lần mà mình mà phóng sanh cái là tâm trạng mình nó mát mẻ và thoải mái và nó vui sao á. Tại vì sao thì biết không? Chúng ta ai cũng là thương nhất là thân mạng, mà con vật nó cũng thương thân mạng, mà chư Phật Bồ Tát là thương nhất là chúng sanh. Nếu như chúng ta mà cứu được chúng sanh là tròn tâm nguyện chư Phật Bồ Tát. À, nên từ nơi đó mà cái công đức phóng sanh là chư Phật hoan hỷ. Nơi nào niệm Phật, nơi nào phóng sanh là vui vẻ hoan hỷ. Chiều nay mát quá quý vị. Nên kiểu này mà lễ Quan Âm 2000 lại không ăn thua. Nghe không? Nghe pháp nè, niệm Phật nè, rồi cúng tế thực nè, phóng sanh nè, chư Phật hoan hỷ, mát. Đừng mưa thôi. Mát đừng mưa. Nghe không? Nên từ nơi đó thì thấy ai cũng hoan hỷ, mặt tươi rói. Mặt tươi này nhìn đẹp quá ha. Nó nên từ nơi đó cái công đức phóng sanh này đặc biệt lắm. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y để thả những chú chim này, để khi thả ra thì ở xung quanh chùa này đừng có bay ra ngoài nữa nghe chim. Hiểu không? Bay ra ngoài tao bắt hoài. Ở đây đi bình yên lắm. Nên tất cả những cụ già mà ở đây là bình yên nhất nghe. Những người mà chồng bỏ chồng chê vô đây yên lắm. Hiểu không? Giờ đọc tam quy y nè. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay vui vẻ để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh
độ. À, chúc quý vị an lạc vui vẻ nha.